Hello, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình mình sẽ đi chợ Ansa đúng không? Ansa Market. Lạnh không con? Úi trời, chiều con gấu. Ôm mà. Ôm mà. 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 Ôm mà. Dễ thương kìa. Ya, 오빠 파킹 잘했어 이번에. 잘했어. 야, 점점 잘하는데? 잘하시네. 랄랄랄랄라. 우리 똥꼬 우리 똥꼬 우리 똥꼬. 야, 여기 위치 잘 봐둬. 여기 힘이 엄청 많이 나는데. 그래? 우리 일단 여기 먹어볼래? 그래? 그냥 가든가 가자. 아 잠깐만. 이거 지금 며칠 안 지냈거든. 야 일주일 했거든. 그러네. 자 nước mắm cái mọi người. Bạn nào có biết ở Hàn Quốc bạn nào có biết chỗ nào bán không? 나 그냥 그냥 뭐 하? 뽑어 뽑어. 아 뽑어? 응. 아 그래. 아빠 앉아. 내가 씻을게. 알았어. 저 lại máu. 아. 안 돼. cho một phở bò. Cơm rang dưa bò. Bún chả ở đây là bún chả kiểu bún thịt nướng. À bún thịt nướng á hả? À chứ không phải là bún chả chấm mắm. À vị trong thịt. Không không có chả chỉ có thịt. À dạ dạ dạ. Em ở Quảng Nam à hay là Đà Nẵng? Đà Nẵng. Đà Nẵng. Ai mang theo đồ đó? À. Ai chơi ông bạn được kim ca. Thế nào ở Sa Đa Cả đó. Cái 항상 반짝반짝거려. 왜 웃어?
어쩐지 좀 이상하더라. 다시 또. 알았어. 가자. 뭔가 귀엽다. Chào mừng các bạn đến với trung tâm mua sắm nội thất IKEA. Đây là một nhãn hàng nội thất của Thụy Điển nha. Và khi mà mình vào đây á, thì các bạn có thể tìm mua đủ mọi thứ trên đời mà ngôi nhà của mình cần. Mình nói theo nghĩa đen nha mọi người. Nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời liên quan đến trang trí nhà cửa thì mình đều mua được ở đây. Ngoài ra cái điểm mình thích nhất ở đây á, là họ có những cái khu trưng bày đó, là những cái sản phẩm đã được mix and match sẵn như một căn phòng hoàn chỉnh, kiểu là gợi ý cách decor phòng á. Đó, có rất là nhiều kiểu phòng như là kiểu cá tính nè, kiểu dễ thương nè, cute nè, phòng có gia đình có em bé nè, rồi hay là phòng cho người độc thân, hay là thậm chí là có phòng cho các thanh niên nghiện game luôn nha mọi người. Nói chung là muốn cái kiểu gì á thì ở đây cũng có luôn. Vô đây kiểu cái gì cũng muốn bợ về hết đó mọi người. Và đặc biệt là nếu mình muốn mua cái gì thì mình chỉ cần chụp hình cái tag của sản phẩm, rồi khi nào xong đó thì mình đưa cho nhân viên, người ta sẽ dựa vào hình ảnh chụp tag rồi người ta lấy đồ cho mình chuyển về tận nhà nếu mình muốn. Rồi ở đây có rất rất là nhiều đồ luôn mọi người. Mình đi mà nói thiệt là đi 2 tiếng vẫn chưa thể hết được cái khu này luôn á. Nói chung là ai mà thích để coi nhà cửa thì đây thật sự đúng là thiên đường luôn. Đi cả ngày cũng được. Ba bỏ mua chip hết. 많이 먹어도 되지. 하지만 맛있겠다. 그치? 야, 다 먹어. 저 쟁반을 거기다 놔야 돼. 감냐. 아. 야, 못했어. 맞고. 아, 그냥 라이스. 먹어볼래?